chị đi học đi bách ơi, ông ngoại đưa đi học đi bách ơi. Nghe nghe thì chưa thấm mà đọc đâu, đọc kinh Địa Tạng nó thấm mấy cái vấn đề đó. Thôi không có thời gian đọc, chế chỉ có về là review phim hồi là ngủ mất mẹ. Chưa hết là chế ngủ. Cái này ghi ngày mua 25 tháng 10 á hả? Đúng rồi luôn nè. Rồi là nice. Cháu nhà bé Quyên đó, một hai ca tập cái chế thôi à, chủ người ta kêu là phụ lai ngồi đó bẻ tay chứ tôi quýnh bây giờ để xem một cái gì đó quay một đây chứ mở mẫu nữa nè, chưa mở mẫu cho bạn nữa nè, trên đây có mấy mẫu này thì em mặc cái nào thiếu thì chị ăn rồi đó, hồi nãy nằm buông rồi mà cái nào hết thì ok. Mà hôm nay tiết này đẹp quá này, bữa nay không có tiết này đẹp. Mới dọn xong rồi xong cái vụ xong hết rồi đó, xong cái vụ kia đó chị coi mẫu thôi, coi mẫu thôi chứ đâu gì đâu. À quay về chỗ đây xong không thì cũng là mấy thôi, còn thấy cộng với em chào cả nhà. Dạ, cái cậu nhỏ nhưng mà cũng còn thấy cộng với chị ta cố tình ta mai vậy nè, đang chơi cho ấm chị. Mùa đông không làm thời vừa em chào chị Thi Lệ, em chào cả nhà mình. Tối nay, ủa quên, tối nay, chiều nay em sẽ lên cho các chị bộ cách tân nha các chị. Em đang mặc là bộ cách tân tay gấp lăn. Rồi, đợt này em chỉnh cổ lại cho mấy chị nha. Cổ chữ U nha mấy chế. Giờ tối rồi đó. Chiều qua thì xuống live xong. Hôm qua xuống live 4 giờ mấy chút các chị ngủ ngon. Cái từ đây tới Tết không biết còn nhớ mình không biết. Dữ lắm rồi. Biết rồi, thay dữ lắm luôn rồi. Sếp nhẹ dữ lắm rồi mấy chị. Bộ em mặc hôm nay bán giá mặn cho các chị luôn 145.000. Trời buồn ngủ dữ lắm rồi. 145.000 các chị đẹp nhà em, chất thun rất đẹp luôn nha. 145.000 một bộ các chị. Bộ này là em có 5 họa tiết thôi. Đơn này để coi bộ nè, cái lô này em coi em được nhiêu bộ. Có 190 bộ à các chị ơi. Bộ này em có 5 họa tiết à. Cái này là em lựa em may thêm cho các chị nè. 145.000 chất vải thun Hàn Quốc giúp em nha. Bán tặng cho các chị luôn á. Bữa nay có nhiều chuyện không có vui lắm nên là em bán tặng cho mấy chị luôn. Lô này giá 145.000. Xui cuối năm. Gần cuối tháng cuối năm rồi mấy chị, bữa nay 30 rồi. Còn ngày mai nữa. Cái gì á? Ấm ơm, chị Dương Hồng ơi, cái cách tân lại mai ấm ơm nha mấy chị nha. Cái bài giảng này coi giảng thoải mái chứ ơi, coi giảng 4 chiều nha, coi giảng 4 chiều bộ này rất đẹp luôn nè. Lên giúp giùm em mã này, cái chị lên giúp em là mã sơn thủy thôi chứ kì, sơn thủy trắng, không có size 80kg chị, bộ này em chỉ có size 75kg trở lại thôi nha. Size 1 là 50kg, size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4 là 65, size 5 là 70 và size 6 là 75kg cho chị đẹp nha em mặc vừa. Em không biết nữa chị Lê Kim ơi, nói chung là lên được mẫu gì em lên nha chị ơi. Rồi em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là sơn thủy trắng nha các chị ơi. Chốt em mã này là mã sơn thủy trắng. Rồi bộ này các chị đẹp lên giúp giùm em. Mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết nha. Lên giúp em họa tiết, rất là đẹp luôn, họa tiết. Ôi nền xanh mà lên bông tím thì cái này đẹp quá. Lên đẹp hả chị? Lên giúp giùm em cái này là xanh Cuban cả nhà, xanh Cuban. Mẫu mới về luôn, cái này em có 5 bông à các chị. Các chị lấy 5 bộ luôn đi. Bộ này em bán cho các chị giá rất mềm luôn, 145.000 à. Mã này lên giúp giùm em là mã hồng đi. Bông hồng lên giúp em mã hồng, sơn thủy trắng size số 5 cho chị Thúy Trần My Thúy. Giá 145.000, bộ này là bộ cách tân không phải là bộ 6 mảnh chứ. Bộ cách tân là có xẻ đinh hai bên nha, có xẻ đinh hai bên. Đây. Rất là đẹp luôn, mua đi các chị, giá mềm quá trời mềm luôn. Rồi chốt em bộ này nha các chị đẹp nhà em ơi. Lên giúp em bộ này là bi. Trời ơi đẹp chưa? Không. Có 5 họa tiết thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Đẹp giả cáo lên đây. Nhìn hai cái vòng tròn như trên trung tâm. Sơn thủy trắng size số 2 cho chị Ngọc Hân. Cái này em có 5 bông rồi mấy chị, rồi hết rồi đó.
nay lên nhanh bất ngờ luôn. Cấp năm họ tiếp rồi. Bi 2 cho Chế Ngọc Hân luôn. 145.000 các chị đẹp nhà em ơi, mại vô mại vô. 145.000 một bộ. Chắc phải thun hàng quốc luôn nha. Bữa nay là em bán tặng cho các chị bộ này đó. Giá 145.000. Lên với em bộ này là bộ bi, các chị chốt em mã này là mã bi nha, mã bi. Em đang mặc là sơn thủy trắng. Lên với em mã này là mã hồng, bộ nào cũng đẹp hết á. Lấy cho chị size 5. Size 3. Dạ ok chị Đặng Lan. Lấy chị 5 bộ size 3. Rồi chị Đặng Lan 5 bộ size 3. Đủ bông luôn chứ. Em cảm ơn chị Đặng Lan rất là nhiều. Sơn thủy trắng size số 3 vừa. Nằm 1m56-58 chiếc size 3 là ok đấy chị Dung Hường ơi. Ngày nay mới nhận 6 bộ, bộ nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Đức rất là nhiều. Rồi mã này lên giúp em mã hồng đi các chị. Em có 5 bông à. Các chị mua đủ 5 bông luôn đi, đẹp lắm. Chị Hoa Lê em thấy có một đơn mà chưa nhận gì. Hình da. Bây giờ có đơn sơn thủy 58 kg, 1m56 là mặt size 4 hả? Size 3, size 3. Chị có size 4 hả? Size 3, size 5. Vậy là cột lộn. Chờ em xíu đó chị. Ờ, cái này là do xưởng cột lộn, mà nãy giờ chị gốc tay là size 4, chị gốc bộ nào luôn nè. Một đơn chưa nhận, một đơn xả của chị Hoa Lê, chị Hưng Gia gì nè. Em kiểm tra đơn hàng này lại giùm chị bé coi là có đơn hoàng không. Rồi cái kia là lộn nữa rồi. Của chị Hoa Lê nè. Nè. Dần nghỉ xa hơi lâu quá hả chứ. Một bộ sơn thủy trắng size số 3 cho chị Dương Hường. Kiểm tra đơn của chị Hoa Lê nè chị. Khoan hả chút. Hỏi ai vậy trời. Hỏi ai vậy trời. Chị chụp mẫu qua giùm em đi chị Phạm Thúy Phượng ơi. Chụp mẫu qua gửi bên Zalo giùm em đi chị. Bi 4 chốt cho chị Thúy Trần My Thúy. Lấy đủ 5 bộ luôn đi chị Thúy Trần My Thúy ơi. Cái bộ xanh cobalt này nó đẹp lắm luôn nè. Có mấy bộ hả chế ơi? Có 5 bộ à. Bộ này chị nào mà lớn tuổi hoặc hơi tròn người tí xíu thì lên size 5 giùm em nha. Hoặc là ủ quên, hoặc là lên size giùm em nha mấy chị. Bộ này form nhỏ nha, không có bự. Bộ size 1 mặc không cần bớt em đúng không? Đúng rồi, size 1. Size 1 là em mặc vừa luôn đó. Size 1 là em là tầm khoảng 65 đó các chị. Là em mặc vừa luôn đó. Đó là chị nào mà có bụng hoặc là hơi tròn người một tí xíu thì lên size giúp em luôn nha các chị. Lên size giúp em luôn. Rồi, xanh coban size số 4 em chốt cho chị Thúy Trần My Thúy. Có, chị Thanh Triều. Bộ này chị 65kg, chị lấy size 5 đi chị. Lấy size 5 đi. Tại bộ này là phơm nó cũng ôm á. Giải mặc dù giải nó có co giãn 4 chiều các chị, nhưng mà cái chị ví dụ như cái chị 65-66kg thì cái chị lên size 5 giúp em. Trùng hả? Rồi lên giúp dùm em bộ này. Của ai? Của ai đi trùng? Có ai vậy Thủy? Dương Hường hả? Bán 2 lần hả? Rồi em đang mặc mã này, các chị lên giúp dùm em là sơn thủy trắng nha. Sơn thủy trắng. Chốt em là sơn thủy trắng. Bộ 145.000 chị. Một bộ là 145.000. Rồi lên giúp dùm em mã này nha. Chốt em mã này là mã xanh coban, rất là đẹp luôn các chị. Sơn thủy trắng size số 5 cho chị Nguyễn Diễm. Ờ, cái này lên nó đẹp thôi chị đẹp. Rồi lên giúp dùm em mã này nha các chị. Lên giúp em là xanh coban. Bộ này đẹp quá chừng luôn các chị ơi. Chốt em xanh coban nha. Xanh coban
rất là đẹp luôn. Chó em tên Cuban. Các chị nào mà hơi tròn người một tí xíu có thể là lên size giùm em nha cả nhà ơi. Có thể lên size, bộ này các chị mặc không có sợ bị rộng đâu. Tại vì form cách tầng tay gấp lăng này em may form nhỏ lắm. Bi size số 1 cho chị Đăng Khoa. Không, bữa nay không có lên bà Lai nha chị ơi. Chị Kỳ Phương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại đi chị Kỳ Phương ơi. Lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại nha. Rồi lên giúp em bộ này là xanh Cuban các chị. Bộ này em có 190 bộ à. Các chị tranh thủ, các chị chốt đi. Bộ này rất là đẹp. Giá 145.000. Chất liệu vải thun Hàn Quốc luôn. Bình thường bộ này về em cũng bán cho các chị rẻ nhất cũng phải 155. Có 2 nít mới tạo, một cái nít mới tên là Hùng Gia đi được một đơn. Rồi nít cũ qua lê này là bơm hàng. Nít cũ qua lê là bơm hàng. Có đơn hoàng hả? Có đề chữ bơm hàng nè chị. Không, nè chị mơ hàng, nhưng mà em coi có đơn hoàng không? Chị thấy có đơn qua chưa nhận rồi, đơn xả gì đó, coi có không? Là cái này là... Em kiểm tra trên hệ trên cái việc theo, em coi mấy cái đơn cũ lại giùm chị coi là có đơn nào hoàng. Cái đơn Hùng Gia là mới đi ngày hôm trước là chưa nhận. Chưa nhận đúng không? Ừ. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị, chốt em mã này là mã họa tiết. Còn ở trên cô ban ba cho chị Nguyễn Diễm. Việc theo quá cha thì nó ra cái tên Hùng Gia nhưng mà nó không ra cái tên qua lên. Xanh Cuban size số 1 cho chị Bao Pha. Chị Dương Hường ở bên em sẽ gọi điện xác nhận đơn nha chị. Gọi điện xác nhận đơn nha. Bên em gọi điện chốt đơn ạ. Chứ em không, em sẽ không có đi đơn luôn. Nên mấy chị đẹp nhà em thông cảm nha. Rồi chốt giúp giùm em. Trời ơi nó đẹp. Chốt em mã họa tiết đi các chị, họa tiết. Em nghĩ là các chị nên lấy 5 bộ luôn đi các chị ơi, có 145.000, đẹp quá trời đẹp luôn để dành nè. Rồi chốt giúp giùm em mã họa tiết nha các chị, chốt em họa tiết, đẹp quá, 145.000, trời ơi, bán giá tặng luôn đó mấy chị đẹp nhà em. Rồi chốt giúp em nha. Trời ơi, cộng dây vậy, hồi cũng gấp cộng dây quá. 1m57, ủa 57kg, 1m6 là size số 3, em chốt cho chị Kỳ Phương. Chị Kỳ Phương là sơn thủy trắng size số 3 cho chị Kỳ Phương. Rồi lên giúp em mã này mã họa tiết nha các chị, quá đẹp. Chớ em mã họa tiết các chị, họa tiết kèm size. Xanh Cuban với bi size số 4 cho chị Thúy Trần My Thúy. Ủa anh cho chị Thúy Trần Thùy Trang Trần Thị. Họa tiết size số 5 cho chị Nguyễn Diễm. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, lên giúp em mã họa tiết các chị ơi. Dạ em cảm ơn chị Minh Thùy rất là nhiều. Xanh Cuban 3 cho chị Kỳ Phương, họa tiết 4 cho chị Thành Tâm. Bộ này chị nào mà hơi tròn người tí xíu nha thì nhớ lên size giùm em. Ví dụ như size số 4 thì cho các chị đẹp nào tầm khoảng 63-64kg thôi, còn chị nào 65kg thì các chị có thể là lên size 5 giùm em luôn. Tại cái form này ôm nha các chị, form này nhỏ đó. Chị Kỳ Phương là xanh Cuban 3 à. Chị Gió lên ơi, chị cho em lại cân nặng chiều cao đi. Ví dụ như size 5 bộ này em chốt cho mấy chị là 68kg trở lại thôi, trừ hao số ký xuống chừng hết 2kg nha. 68kg trở lại. Còn chị nào mà 69-70kg lên size 6 giúp em luôn. Rồi. Xanh Cuban size số 3 cho chị Kim Thủy. Chị Phương nắm đặt cho mấy. Size 3 chị. Họa tiết size số 2 cho chị Dương Tươi. 1m53 nặng 55kg lên size 3 giùm em chị. Lên size 3 giùm em nha. Rồi bấm hai lần hả? Chị Thùy Trang ơi, chị Thùy Trang đừng có bấm lại. Cái bộ nào mà em đã đọc tên, mà em đã đọc tên chị rồi, chị đã chốt rồi, đừng có bình luận lại giúp em bị trùng nè. Chốt hai lần nó bị nhồi đơn lên đó chị. Cái nào mà đã đọc tên có rồi thì bỏ qua giùm em, đừng có chốt lại. Đừng có nhắc lại nha. Cái chị có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp em nha cả nhà. Cao 1m53 nặng 65kg là mặt size số 5 chị Gió lên. Mặt size số 5 bên em luôn mẫu này. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Ủa 77 đó, lại là cái này sơn thủy loại sơn thủy. Mai tự sát tôi để cái đơn hàng kia xong rồi tôi xóa. Đang từ. Họa tiết 5, họa tiết lại này là phải. Em kiểm tra lại dịch chữ đó thôi. 53kg cao bao nhiêu chị ơi? Sơn thủy sợ. Chị nào mà sợ không vừa thì lên cân nặng chiều cao để em tư vấn size nha. Rồi lên giúp em mã này là mã bi các chị, mã bi. Bộ vòng tròn chị Bích Long. Bộ bi chứ ơi, lên giúp em bi đi, đừng có bộ vòng tròn. Có nào lộn không? Chị Bi Ken Bùi Thanh mới lên giúp em cân nặng chiều cao kèm số điện thoại.
Họ tiếp size số 6. Chị Thủy Tiên, bọn này 70kg rồi lên size số 6 giùm em nha chị ơi. Bọn này form nhỏ nha. Bản gì nó cũng phát hiện ra cái gì gọn nha. Cái bộ bi này nó đẹp. Nó làm con trái chuối công địa hồi bữa nay em giật rồi. Nó giật te tua hết trơn rồi. Từ hòa em cũng có ăn với bộ. Em có một trái, hồi sáng ăn trái luôn. 145.000 chị Dương Tươi. Sợ không vừa thì lên cân nặng chiều cao giúp em ha. 70kg đang mặc 1m55, 53kg thì mặc size số 2. Còn chị sợ ôm, không thích mặc ôm, thích mặc vừa hơn thì có thể là lên size 3 cũng được, 2-3 gì mặc cũng được hết đó chị. Một bộ bi với một bộ xanh Cuban size số 6 chốt cho chị Thanh Kim. Xin tiền hỏi các cái chị Thủy Tiên rốt cuộc là chốt bộ nào? Bộ đang mặc rồi, bộ xe 5 hoa lên đọc lên chị ơi. Cho chị một bộ em đang mặc nè. Chị 70kg cho chị số 5 họa tiết nè. Họa tiết size số 6. Chị chốt cho chị một bộ họa tiết size số 6 đi. Ok. Họa tiết 6 đây. Của chị Thanh Kim là size số 6 luôn nha chị. Rồi, bi 3 cho chị Nguyễn Diễm, bi số 3 cho chị Bích Loan. Này có nhấn ben nha chị ơi, nhưng mà chị lên size số 5 đi, còn chị sợ chọt thì cứ lên size số 6 bình thường như chị gió lên. Bi 5 chốt cho chị Tạ Tân Như. Chị Kim Thu Ngô Thị ơi, nếu mà chị gọn người á nha, nếu mà gọn người thấy mình nhỏ người thì mặc size số 2, còn không thì lên size số 3 giùm em. Bộ này. Còn không thì lên size 3 nha. Rồi bi size số 3 cho chị Ken Bùi. Chị Ken Bùi khách mới lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Còn mét 58-60kg thì mặc size số 3 nha. Còn nếu mà mình thấy mình tròn người, mình thích mặc thoải mái hơn tí xíu, không thích mặc ôm nhiều á, thì lấy size số 4 chị. 3-4 gì chị mặc cũng được hết cái mẫu này á. Họa tiết size 4 61kg, họa tiết 4 thì chị Trần Cúc. Xanh Coban size số 3 cho chị Bích Loan. Các chị khách mà chưa có, đang còn lăn tăn về cái vấn đề size thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao cả nhà mình nha. Vui lòng cho em cân nặng chiều cao cả nhà mình ơi. Rồi lên giúp em bộ này, em đang mặc là mã bi đi các chị. Bi 6 cho chị Diệu Hiền. Ok, chị Ken Bùi chốt size số 3. Ok chết. 61kg là lấy size 3. Size 4 chết. Ok. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha. Chốt em bộ này tại cái form này là em nó hơi ôm đó cả nhà. Nói chung là cái form mà các chị thấy em mặc mà tay gấp lăn á, là các chị đẹp nhà em là phải một á, là các chị nếu mà thấy mình có bụng nhiều, hoặc mình hơi tròn người, hoặc mình có ngực nhiều tí xíu thì các chị cứ lên size giùm em nha. Tại mặt không có sợ bị rộng đâu. Cái form nó nhỏ lắm. Bộ này em mặc size 1, size 2, thậm chí size 3 em mặc vẫn ok. Chị Bích Loan ơi, 1m55 mà 53kg. Chị mặc size số 2, size số 3 gì cũng được hết đó chị. Bi size số 5 cho chị Gió Linh. Đúng rồi, bộ này bộ cách tân chị Nga Thái. Bộ cách tân tay gấp lăn đó chị. Chị Bích Loan chị chưa lấy, mà không biết lấy cái nào luôn. Cuối cùng là chị mặc cái nào? Bi dưới xanh nè. Size 3. Chị Bích Loan rồi, hồi nãy chị chốt size 3 mà. Ừ, em coi lại coi. Cũng có để Size 3 chứ. Lấy size 3 đi chứ ơi, size 3 cho chắc ăn. Rồi mặc không có sợ bị rộng đâu. Thật sự mẫu nào mà các chị mặc sợ rộng chứ mẫu này là yên tâm nha. Rồi lên với em mã này, mã hồng. Đúng rồi, bà ba mặc size 4 thì cái này mặc size 5 đi chứ chế tạ tâm như. Em là 1m58. Em 48-49kg, eo em là tầm khoảng 65, là em đang mặc size số 1 nè. Chị thấy vừa, em mặc size 2 vô cái chị thấy nó vẫn vừa, size 3 vô vẫn size 3 em mặc vô là cái chị nhìn thấy là nó hơi thoải mái tí xíu thôi chứ không họ gọi là rộng nữa nha. Tại vì cái phone này em bán hoài nên em biết, nên là các chị đẹp nhà em ví dụ như mình có bắp tay nè, mình có bắp tay, mình có ngực, hoặc mình có bụng tí xíu thì cứ lên size giùm em nha, cứ lên size. Nó mấy chị lên một lần thôi, đừng có lên hai ba lần. Mấy chị lên một lần thôi, mấy chị ơi đừng có lên hai lần, nó bị trùng đó. Đấy, hai ba để luôn, hồi mới chết xanh đó. Chế nào mà lên hai ba đợt là bắt lấy 2-3 lần luôn đó nha. Chị Gió Linh là đổi lên xe số 6. Bi 6 chốt cho chị Thúy Oanh. Rồi bộ em mặc là mã hồng. Vàng ơi, cái bộ hồng này nó cũng đẹp nữa nè. Các chị nên lấy 5 bộ luôn đi cái chứ ơi. Bông nào cũng đẹp cho em, lựa cho các chị dữ lắm luôn, được có 5 bông đó. Trong nguyên rồi cái đóng giải về, lựa được có 5 bông lên cho mấy chế đó. Hồng 6 cho chị Nga Thái. Nha, bộ nào là chất lượng bộ đó luôn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn, bông nào lên cũng đẹp cho chị. Cho em mượn lên. Có 5 họa tiết thôi các chị ơi.
vừa bông vừa họa tiết vừa bi gì có xả, có đầy đủ hết cho mấy chị luôn nè. Chị Kỳ Phương, hồi nãy em tư vấn cho chị size nào, lên kèm cái size phía sau giùm em đi chế. Hồng 6 cho chị Gió Linh, hồng 5 cho chị Tạ Tâm Như, hồng 5 cho chị Kim Hoa. Em tư vấn cho cái chị size nào rồi, cái chị biết size rồi thì chốt hàng kèm cái size ở phía sau giùm em cái chị. Tại em tư vấn một hơi, em đọc hơi cái em nhiều quá, em không có nhớ chính xác chị nào size mấy nha. 1m765kg thì mặc size số 4, chị Lê Thị Mộng Thúy. Nhưng mà em không có bảo đảm cái chiều dài quần cho mình đâu nha chị. Rồi mã này lên giúp em mã họa tiết là cái chị, chốt em mã họa tiết. Em đang mặc là mã hồng nha, mã này lên giúp em mã họa tiết. Hồng size số 2 cho chị Bích Thủy. Hồi nãy em tư vấn cho mình là size số mấy chị, 57kg là hồi nãy em tư vấn size 3 rồi đó. Mình biết size 3 rồi, mình lên giúp dùm em là cái số 3 ở phía sau luôn đi chị Kỳ Phương, cho nó nhanh nha chị. Rồi chị Nga Thái là hồi chị Nga Thái có hai họa tiết rồi hả? Chị Nga Thái là mới có hồng hả? Lấy cho chị thêm 4 cái họa tiết kia nữa với chị. Xem 6 chị. Giá 145.000 một bộ. Chị Trần Cúc số đó lộn rồi. Cho kỹ số điện thoại giúp em nha cả nhà. Màu hồng size số 3 cho chị Phan Hường. Chị Trần Cúc số điện thoại mới nè chị. Số điện thoại kia bị sai rồi. Size 4 bóng rộng em còn chị ơi, nhưng mà chị muốn mua cái hàng nào á. Hồng 2 cho chị Thúy Cao Thị. Chị Kỳ Phương ok, ok thì lên giúp em mã đồ kèm cái size phía sau đi chị. Lên giúp em là hồng 3 đi, chị muốn chốt hồng thì chị lên giúp em hồng 3 đi. Cái bill đó em chưa có bấm cho chị đó. Hồng có size 6 chị, còn hồng 6 không chị? Còn. Rồi lên giúp em cái này cái chị, xanh Cuban. Rồi bộ này lên là xuất sắc luôn nha, xanh Cuban hồng 4 cho chị Võ Thị Kim Tho. Các chị lưu ý giúp em, bộ này là form nhỏ nên là chị nào có bắp tay, có ngực nha, hoặc là có bụng thì lên hẳn một size giùm em luôn. Các chị mặc đừng có sợ bị rộng, không có rộng đâu. Tại cái form này nó nhỏ nha, nó nhỏ hơn cái form cách tân lúc trước luôn. Bữa hỏm luôn nha. Chọn phút này là bấm lấy lại số điện thoại. Dạ, bấm lấy lại số điện thoại chị. Hồng 3 cho chị Kỳ Phương, ok chế. Rồi lên giúp em mã này là xanh Cuban nha, xanh Cuban nè. Bộ 190. Bộ 190 là em có 2 mẫu, là chứ lấy mẫu nào. Nói chung là 2 mẫu đó em toàn với chị Nguyễn Lan Phương ơi. Xanh Cuban xanh xuất pháo cho chị Thúy Oanh. Rồi mã này là mã bi. Có 5 bông rồi mà đẹp không à mấy chị. Đẹp không à, các chị nên lấy nha. Nên lấy, chị nào mà thích mặc cách tân thì lấy luôn 5 bộ đi, với chị 5 bông luôn đi. Quá chừng rẻ luôn, bán có 145.000 cho cái chế đẹp nhà em à. Giải là bao đẹp luôn nha, về mặt là bao thích luôn. Bi lên cái em bi nha các chị, hồng 3 cho chế kiếp đi nha. Chị Thúy Cao thì lấy số mấy, xanh Cuban xanh số 6 cho chị Thúy Oanh. Rồi chị em bấm cho nè. Rồi đúng không? Đúng rồi. Hồng 6 cho chị Trần Hằng. Hồng 3 cho chị Thúy Cao Thị. Chị Thúy Cao Thị xả hồng 2 lên chị. Chà bông ngon quá chị ơi, em cảm ơn chị Kitty Mail rất là nhiều. Rồi lên với em bội mặt là mã hồng nha. Rồi mã này là mã họa tiết nha các chị. Chốt em mã họa tiết rồi. Lên giúp dùm em là mã họa tiết. Hồng 3 chốt cho chị Thúy Oanh. Thúy Oanh nãy có gọi mà. Vậy chị Thúy Oanh hồi nãy là mấy? Cuban hả? Cuban. Xanh Cuban với bi xe số 3 cho chị Kim Thu Ngô Thị. Hồng 3 cho chị Hoa Thị Kim Đỗ. Sơn thủy trắng. Rồi em có 5 họa tiết thôi. Các chị nào mà mặc mà thấy mình tròn người nha các chị ơi, tròn người có bắp tay hoặc có ngực tí xíu thì có thể là lên size giùm em nha. Form này nhỏ nha, em mặc size số 1 là em mặc mấy vừa y luôn đó các chị. Form này nhỏ nha. Họa tiết 6 chốt cho chị Gió lên, xanh Cuban size số 4 cho chị Thành Công. Chị Dương Tư đổi cái gì lại size 3 thì lên giúp em cái mã đồ đi chị. Chốt nhòi lên giùm em 1m526kg mà size 4 nha chị Phượng Kim ơi. Rồi lên giúp dùm em là sơn thủy trắng đó chị. Bộ nào cũng đẹp hết. Chốt em sơn thủy trắng. Kèm size mấy chế yêu ơi. Kèm size, mã đồ kèm size giúp em. Mã đồ kèm size giúp em đang mặc là mã hồng. Rồi, sơn thủy trắng size số 6 cho chế Gió lên luôn. Chị Kim Thu Ngô Thị lên và lên giúp em mã đồ kèm size chế. Lên giúp em mã đồ kèm size.
Sơn thị trắng size số 1 cho chế Đăng Khoa, một bộ là 145.000 chị. Sơn thị trắng size số 6 cho chị Trần Hằng. Rồi là hết Sơn thị trắng. Là hết Sơn thị trắng size số 6. Họa tiết 70kg vừa không, lên size số 6 giùm em nha chị ơi. 70kg bộ này thì lên size số 6 giùm em. Hồng 4 cho chị Quế Hồ. Sơn thị trắng, Sơn thị trắng 65kg cao bao nhiêu vậy chị Phượng Hoa ơi? Cho em chiều cao đi, nếu không thì lấy lên size số 5 luôn đi chị. Bộ này các chị mặc lên size đừng có sợ rộng, không rộng, bảo đảm nha. 5 bộ số 1 còn không, còn đủ 5 bộ size 1 cho chị. 5 họa tiết chị Tiền Bích. Số 1 50kg trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Sơn thị trắng size số 3 cho chế Ngọc Lợi. Chị Phượng Hoa ơi, chị lấy lên size 6 luôn đi, 70kg mặc size 6 luôn đi chế. Còn mét 50 là ok, là size 6 đúng rồi, mét 50 mà nặng 70kg mà size 6. Chị Tiền Bích 42kg, ok bộ này 42kg chị mặc được nè. Bộ này nhỏ nhỏ người mặc được là 42kg, 42-45kg rồi đó. Không có rộng nhiều nha, còn rộng quá thì chị cũng nhấn men vô thì chị nhấn cũng ít thôi, tại cái form này nó nhỏ. Em là 1m58, em 49kg, em là tầm khoảng 65, là em đang mặc cái này là size số 1 đó, to nhỏ nhất. Sơn thị trắng em mặc cho chị xem rồi, ok. Có 5 bông mà, cái chị kêu em mặc hoài cũng được, nói mặc tôi 57kg, 1m65 size 3 chứ. Chị Tuyền Bích ơi, em lấy cho chị 5 bộ ha, chị ok không? Chị Thúy Trần My Thúy ơi, chị thấy sao? Bình thường chị nói chung là chị thích lên, chị muốn lên size thì chị lên à, còn không thì giữ nguyên cũng được. Tại vì chị gọn người, bình thường chị mặc cái bộ cách tân tay gấp lăn cổ tròn, hôm bữa chị có mua mẫu đó của em thôi, chị mặc ok không? Nếu mà mặc ok mẫu đó thì mẫu này giữ y nguyên nha, còn chị muốn thoải mái hơn tí xíu thì chị lên size cũng được nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị, chốt giúp em mã này là mã Sơn Thủy. Đây Sơn Thủy trắng nè. Xanh Coban size số 2 cho chị Loan Châu. Chị xuống đất hàng tạ lỗi với em đi. Tạ lỗi đó. Móc nghỉ xinh rồi, móc nghỉ xinh rồi. Chị Loan Châu đặt một bộ cách tân màu đỏ nó không có đặt. Chốt kỹ giúp em nha cả nhà ơi, chốt kỹ giúp em nha. Chị nào mà còn lăn tăn về size số thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao. Chị nào còn lăn tăn về size số thì lên giúp em cân nặng chiều cao, em tư vấn size cho cái chị mẫu này nha. 145.000 một bộ. Hồng size số 5 em chốt cho chị Quốc Thái Huỳnh. Bộ này em chỉ có 5 họa tiết thôi các chị. Em đang mặc mã này là mã Sơn Thủy trắng, rất là đẹp luôn chị ơi. Giá 145.000 chất thùng Hàn Quốc kha, chất dày dặn, co giãn 4 chiều và co giãn mạnh cho các chị luôn. Sơn Thủy size số 4 chốt cho chị Hiền Lê. Bộ này form nhỏ gọn thôi nên là chế nào mà có bắp tay, có ngực nha, có ngực à, có bụng nhiều một tí xíu nha, hoặc là có mông tí xíu thì có thể là lên size giúp em mặc, không có sợ bị rộng nha các chị, cái này là bảo đảm. Vậy là bộ này mặc size số 4 đi chị Dương Hồng. Bộ này chị Dương Hồng lên size số 4 nha. Rồi chốt em bộ này là mã họa tiết cái chị, họa tiết. Mặc size số 5 chị Võ Thị Kim thôi, mặc size số 5 chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cả nhà. Mã họa tiết đẹp quá đẹp luôn quý chị ơi, cái bộ lô này. Nó có 5 bông mà bông nào cũng đẹp trơn á. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Bi, bộ bi này đẹp lắm, bộ bi này mặc lên xuất sắc luôn. Vòng tròn đó chị Hà. Chốt em mã bi nha, 145.000 lên giúp em bi cả nhà bi. Rồi, đây em mặc cái xanh Coban cho các chị xem nha, cái xanh Coban cũng đẹp nữa. Chốt em màu xanh Coban, bộ này cũng đẹp chưa á. Bộ này là bán 145.000 là các chị không mua nữa là rất là uổng nha các chị. Rồi chốt giúp giùm em nha, bộ này màu tím than với màu đen hả chị? Màu tím than với màu đen size số 4 hình như em hết rồi. Đúng, cái bộ ống rộng dài á, em hết rồi. Họa tiết size số 5 cho chị Quốc Thái Huỳnh.
Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, mã họa tiết. Này tối lên lại quá đẹp, còn có tối quá đẹp mà giá quá mềm. Chị Ngọc Lan, chị bỏ xanh Cuban xanh số 4 cho chị Mai Tuyết. Rồi em đang mặc màu xanh Cuban này, các chị đẹp chưa các chị cả nhà? Ở ngoài này nó tím tím đó nha, đẹp lắm luôn á. Rồi lên với em màu xanh Cuban, xanh Cuban các chị. Các chị đẹp nhà em ơi, lấy 5 bông luôn đi các chị, đẹp lắm. Sang quá chị Sang. Em cảm ơn chị Ngọc Lan mua đi chị Ngọc Lan ơi. Bộ này hôm nay em bán cho mấy chị có 145 mà. Hai chị nào nói lấy xe màu hỏi xong chưa đó hả? Dạ hỏi chưa lấy. Rồi chốt em màu xanh Cuban nha, xanh Cuban. Họa tiết size số à. Chị Kiều Phương ơi, em lấy cho chị bộ này size 2 luôn nha. Họa tiết size số 2 cho chị Kiều Phương, xanh Cuban size số 5 cho chị Thúy Trần Minh Thúy. Sơn thị trắng size số 5 chốt cho chị Tuyết Huỳnh. Em đang mặc là Cuban. Đúng rồi chị, cái lô này em lựa cho các chị có 5 bông rồi mà đẹp quá. Bông này cũng đẹp chưa? Xanh Cuban size số 6 còn không bé? Còn. Chốt cho chị Gió Linh. Ok chị Gió Linh. Lấy đủ 5 bông đi chị Gió Linh ơi, để thôi là tiếc nha. Về bữa sau rồi không được. Không có nữa là tiếc đó. Đẹp quá chị, đẹp luôn. Em ai cái này là tay gấp lăn cho các chị nha, giống như cái chị mặc cái áo bà ba hoặc áo dài vậy đó, rất là đẹp. Xanh Cuban size số 1 cho chị Kiều Phương. Rồi, 5 bộ 5 bông, size số 4 cho chị Phượng Kim. Ok, chị Phượng Kim. 1m50 51kg là mặt size 2 chị Thiếu Anh. Bộ em mới mà bỏ ra nó là mã họa tiết chứ. Bộ em mới vừa cởi ra là mã họa tiết. Này nó màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu vàng gì nó tùm lum màu trong đây chứ. Mã họa tiết. Đủ rồi, 5 bông hả? Đủ 5 bông rồi hả chứ? Chứ tiền bích có lấy 5 bông không? Lấy á thì lên giúp giùm em là 5 bộ 5 bông số 1 em lấy cho. Cái chị Phượng Kim là trên bố. Dạ. Chị tiền bích lên giúp em là 5 bộ số 1 là em biết nha. Xanh Cuban size số 5 cho chị Tạ Tâm Như. Một bộ xanh Cuban size số 2 em chốt cho chị Thiên Lộc. Cuban xe số 5 cho chị Ngọc Hạnh. 5 bộ số 1 cho chị Tuyền Bích. Ok chị Tuyền Bích. Chị Tuyền Bích 42kg mà về mà có hơi rộng tí xíu thì nhấn ben vô nha. Tại vì cái form này là cái số 1 là cái size nhỏ nhất rồi đó. À mấy cái size kia size 1 nó to hơn không à. Còn bộ này là chị mặc chị có nhấn ben vô nó cũng không có, nó cũng không có rộng lắm. 1m6. Chị Thúy Anh ơi, chị Thúy Anh 1m50 51kg là mặt size số 2 nha. Rồi bây giờ chị đổi cái gì size số 2 thì chị lên giúp chị em cái mã đồ kèm cái số 2 chốt nhờ lên giùm em đi chị. Đừng chốt bộ em đang mặc, chị Phạm Hằng ơi, em đang mặc là mã xanh Cuban giùm em nha. Lấy cho chị họa tiết số 1 nha em. Ok chị Kiều Phương, họa tiết size số 1. Xanh Cuban size số 2 cho chị Bích Thủy. 60kg 1m6, chị thích mặc ôm mặc cái size số 3, chị Thị Ngọc. Nếu như chị không có bụng nhiều, chị thích mặc ôm, chị lấy giúp em size 3 thôi nha. Là mặc giống như em mặc vậy nè. Là mặc giống như em mặc đó. Hồng size số 2 cho chị Thúy Oanh. Có bà ba màu, dạ bà ba màu em không có, chị Thu Hồng bên. Rồi mã này lên với em mã họa tiết nha các chị. 1m6 53kg. Size số 2 chị. Xanh Cuban size số 2 cho chị Thắm Nguyễn. Xanh Cuban size số 2 cho chị Thắm Nguyễn. 1m50 70kg size số 6 chị
Ngọc Hạnh. Bộ này mặc size 6 nha chị. Xanh Cuban size số 5 của chị Ngọc Hạnh quỷ đi đó. Đổi lên cho chị size 6 em. Nghe em tư vấn cái chị ơi. Nghe em tư vấn rồi nghe cái size để mình lấy cho chính xác nha. Em lấy chị họa tiết với xanh Cuban size số 3. Ok chị Nhật Lâm. Xanh Cuban với họa tiết size 3. 54kg 1m56. Chị mặc size số 2 được không? Nếu gọn người lấy size 2 thôi chị. Nếu gọn người thích mặc ôm thì lấy size 2 thôi. Không có bụng nhiều thì mình lấy size số 2 thôi nha. Em mặc cái chị nhìn vậy thôi nhưng mà nó còn giãn nữa nè. Còn nếu như mà chị tròn người thì chị lấy lên size 3. Còn không thì lấy size 2 giúp em cũng được rồi. Nha chị Bích Thủy. Họa tiết size số 1 chị Kiều Phương có rồi. Chị 67kg. Mặc size số 5 chị Mai Tuyết nha. 67kg là bộ này lên size 5 nha. Chị không có mặc size 4 được nha. Rồi của chị Mai Tuyết. Em xả ra luôn. Màu xanh Cuban size số 4. Xả đơn đổi lên size số 5 luôn. 4 mặc không có vừa nha chế. Bộ này là form gọn. Em nhắc lại cho những chị nào vào sau. Bộ này là form gọn không có bự. Nên là vui lòng nghe em tư vấn size rồi chốt. Nhà xanh Cuban size số 4 cho chị An Võ. À, xanh Cuban của chị Ngọc Hạnh là giữ nguyên. Còn chị hỏi là chị hỏi cho người khác. Trời ơi, trời ơi. Rối. Đừng có mua giùm, em không có khuyến khích mua giùm nha cả nhà. Em không có khuyến khích các chị mua giùm. Xanh Cuban size số 4 cho chị Phạm Hằng. Em hết rồi chị Nguyễn Lan Phương ơi, em trả lời chị rồi đó, là màu đen với màu xanh màu tím than, em không có còn size số 4. Xuân Suwe mà cũng biết xanh Cuban đâu, công nhận vui vẻ chị. Chủ sếp tôi thấy ghê quá. Rồi lên giúp em mở bi đi các chị, chốt em mở bi. Giống cái bộ phiếu hiệp hồi bữa. Chị đọc comment hay chị. Lên giúp em mở bi các chị. Có ngực thì chị tự thì chị lên size đi chị. Nếu mà chị thấy mình có ngực nhiều thì chị kêu em lấy lên cho chị size 4. Rồi của chị Nhật Lâm đỡ lên size 4 nha. Trời ơi mấy chế ơi, em đã tư vấn cho mấy chị rất là rõ rồi. Ngực là ngực nhiều hay là sao, nếu như mà có ngực nhiều, ngực bự thì lên giúp em size luôn nha. Rồi size 4, hai bộ size 4. Vậy em đổi lên cho chị size 4 luôn, chị có ok không? Về cái eo mà có hơi có rộng á thì nhấn eo vô giùm em, để thôi cái ngực nó không vừa. Em cho đến hàng khác nè. Em không biết là cái chị mua cho ai ha, nhưng mà mua thì chắc ăn giùm em, không có cái vấn đề mà tới đó rồi thử hàng rồi kiểm tra hàng không ưng không vừa mất công nha mấy chị. Ở bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha các chị đẹp nha. Em rồi lên với em bộ này là mã bi đi các chị, rất là đẹp luôn nè. Rồi lên với em mã bi các chị đi, chốt em mã này là mã bi nha. Mã bi rồi, em có 5 họa tiết, em dơ lại cho cái chuyện lần nữa xong rồi em qua mẫu. Chớ em mã này là mã họa tiết, cái chuyện họa tiết. Lên với em mã họa tiết nha, mã họa tiết. Bi size số 1 cho chị Hoài Phương Nguyễn. Mã này lên với em mã hồng. Ở cái bộ hồng này mặc lên xuất sắc luôn đó mấy chị. Cái bộ hồng này là mặc lên xuất sắc luôn nè, đẹp lắm. Lên với em mã này là mã hồng các chị, mã hồng. Bốn mươi chín ký thì mặc size số 2 chị Kiều Phương, muốn thoải mái thì lên size 2. Rồi lên giúp em mã này là mã sơn thủy trắng các chị, chốt em sơn thủy trắng, chốt em sơn thủy trắng nha. Hồng 2 cho chị Kiều Phương. 49kg chị cao bao nhiêu vậy chị Kiều Phương, cho dùm em cái chiều cao đi chị. Rồi lên giúp em màu xanh Cuban đi cái chị, chốt em xanh Cuban.
em San Cuban cái chị, San Cuban. Rồi em chỉ có 5 họa tiết cho các chị thôi nha. Em đang mặc là mã bi. Bộ em mặc là mã bi 145.000 bộ. Chất vải co giãn 4 chiều giúp em. Nói chung là lô này em bán tặng cho các chị đó. Rồi mã hồng. Rồi hết nha các chị, em qua mẫu khác nha. Xe số 3 chị Nhật Lâm nha. Rồi vậy là lấy lên xe 4 đi chị. Nếu mà chị nói chị có ngực nhiều thì lấy lên xe số 4 nha. Lấy mẫu khác thì lấy lên xe 3, còn mẫu này cứ lên xe 4 giúp em đi. Xe 1, xe 2 gì cũng được hết trơn á chị Kiều Phương ơi. Cái mẫu này mặc xe 1, xe 2 gì cũng vậy trơn á. Xe 1 thì chị mặc ôm tí xíu, còn xe 2 thì mặc vừa hơn tí xíu nha, chứ nó không có rộng. Rồi chị chịu không chịu á thì em chốt, còn không á thì hơi xuống dưới nói với bạn đổi size cho chị. Chị muốn đổi size nào thì lấy size, muốn lấy size nào thì mặc kêu với bạn đổi qua cho. Dạ em không có mẫu sắc lắm chị. Em đã tư vấn cho các chị từ hồi nãy tới giờ rồi. Size 1, size 2 hoặc là cái size lớn hơn size mặc cũng không sao nha. Nên là cái chị đẹp nhà em á là chốt. Chị Thúy Oanh 1m50, nặng 51kg là size 2. Sơn thị trắng size số 2 cho chị Thúy Oanh. Mã bi size số 4 cho chị Lê Xuyến. Ủa? Chị Lê Xuyến chưa có chốt. Mới hỏi à. Có số 4 nha chị. Em về hàng mới là đầy đủ size. 140.000 một bộ. 100 mà nãy bán nhiều quên tiền chị. 145.000. 145.000 một bộ chị. Nếu mà cô lớn tuổi thì cô lên size số 3, cô Loan Châu. Chứ con cũng không biết cô mặc vừa hay không nữa ha. Con thấy ở đây cô đặt là lần trước cô đặt của con là bộ cách tân size số 3 nè. Nhưng mà gọi cô nó không có đặt gì nè. Đằng này cô đặt cô nhớ giùm con nha. Nếu mà cô lớn tuổi thì cô lấy lên size số 3 giùm con luôn đi ạ. Giá 145.000 một bộ. Bây giờ em đã tư vấn size cho mấy chị như vậy rồi đó mấy chị. Mấy chị thích mặc ôm hay mặc rộng hay là mặc như thế nào thì các chị tự chọn đi. Trời ơi tư vấn nãy giờ luôn mấy chế ơi, mỗi lần tư vấn đuối hàng luôn á mà mấy chị. Em nói quá trời em nói luôn mà mấy chế không có tự chọn được size thì thôi bây giờ mấy chế muốn chốt size nào em lấy cho mấy chế size đó nha. Em là 1m58, em nặng 49kg, em 65, em đang mặc size số 1 đó. Rồi mấy chị muốn 1, 2 gì mấy chị chốt đi. Bi size số 4 cho chị Lê Xuyến. Để thôi em chốt rồi em tự chọn size rồi về mặc không ưng ý, không như ý mà con quay lại đổ thừa em nữa. Rồi em qua mẫu nha. Đã nói là có lên size chút xíu nó cũng không có bị rộng đâu mà chỉ chế nào sợ thì chọn size giùm em luôn nha. Tư vấn nói quá trời nói luôn mà từ đầu tới cuối mấy chế cứ quay lại mấy chế cũng y chang vậy, không có chọn được cái size, càng nói càng rối. Bây giờ thích mặc ôm thì cái số ký vậy đó, lấy vậy đó. Rồi không có bụng nhiều gọn người, việc tạ người của mấy chị là mấy chị hiểu hơn em nha. Rồi của con Loan Châu là xe 2 hay xe 3? Xe 3 chị. Cái mẫu 150 này hàng mẫu quá là nhiều chị. Cái nào mấy chân đó luôn. Loan Châu lấy size 2. Size 2 về mặt không vừa thì cô tự sửa giùm con nha. Tự nhả ben ra nha. Với đợt này đặt là nhớ giùm con nha cô. Mấy cô với mấy chị đặt hàng có con bấm bill ra từng bill mà sao lại nói là không có đặt hàng của con được. Y3 em chốt cho chị Quỳnh Mỹ. Cái này em có 5 họa tiết mà chị An Lê ơi. Em càng nói cái chị là càng rối. Thà lên cái size nào chốt y chang size đó thì nó dễ, mà miễn thay đổi tí xíu là mấy chị nhà em cũng gói nùi lên luôn, không có chốt được size. Rồi lên với em mã hồng đi cái chị. Mã hồng em mặc lại cái mã hồng cho các chị xem. Còn
Rồi size 1 50 kg, cao 1m55-56 trở lên ha. Size 2 là 55 kg, size 3 là 60, size 4 65, size 5 là 70 và size 6 là 75 kg, với điều kiện cái chị cao 1m55-56 trở lên. Chị nào thấp người thì trừ hao số ký lại giùm em hoặc là lên size các chị nha. Trừ hao số ký hoặc là lên size giùm em. Hàng này hàng có size. Cho chị một bộ mã hồng size số 1. Ok chị Đông Bùi. Size số 1. Size số 1 là 50 ký trở lại ha. Em là em 1m58. Em nặng 48-49 ký là em đang mặc size số 1. Size số 1 là eo tầm khoảng 70 trở lại nha các chị. Size số 1 eo 70 trở lại, size số 2 là eo tầm 75 thôi. Size 3 là eo tầm khoảng 80, size 4 là eo 85, size 5 là eo 90 và size số 6 là eo tầm khoảng 95 trở lại. Cái đó là em chỉ xem cái eo cho mấy chị thôi, không thể nào chính xác được. Nói tóm lại là cái bộ này là form nhỏ, không có bự nha, form nó gọn. Nên là chị nào là hơi tròn người hoặc cô nào hơi lớn tuổi hoặc là có bắp tay, có ngực nhiều thì lên size giùm em. Rồi. Ok chưa? Rồi đó mấy chị tự chọn size đi. Đấy, em tư vấn hơi nó bị gói lắm. Rồi hơi rồi kêu em lấy là không về mặt không ưng nữa. Gọng chật rồi đổ thừa em nữa. Rồi lên giúp em mã này, mã họa tiết nha. Lên giúp em mã họa tiết. Người ta cho bao nhiêu cái dữ liệu vậy luôn mà không tự canh size nữa là bó tay nha. Còn đưa em canh size á, thì em hỏi rất là kỹ rồi đó. Rồi lên giúp em mã này là mã bi nha các chị. Chốt em mã bi. Em đang mặc là hồng ha, cái này là bi. Rồi lên giúp em cái này là họa tiết trắng, cái này em có 5 họa tiết à. Họa tiết nào cũng đẹp hết á. Rồi lên giúp em mã này nha các chị. Họa tiết trắng. Em không có tím chị Phạm Hằng. Bây giờ đâu có lên mã nào mã tím đâu chứ. Rồi lên giúp em mã này là xanh Cuban, các chị xanh Cuban. Chị An Lê ơi, chị em không có bảo đảm được chị. Nhưng mà nếu mà chị em nghĩ là chị nên cho cái địa chỉ nhà của chị là ok nhất ha. Còn chị đi đâu á, thì chị đừng có cho mắc công lắm. Rồi gửi tới không kịp rồi nó trục chặt tới trục chặt luôn rồi đổi địa chỉ mắc công lắm. Là xưởng là em nhận đơn tới ngày 15 nha mấy chị ơi. Tới ngày 15 tháng chạp nha là em ngưng. Họa tiết trắng size số 1 cho chị Kiều Phương. Mẫu xanh Cuban size số 3 cho chị Quỳnh Mỹ. Giá 145.000 một bộ chị Lê Hằng. Giá 145, bộ này em bán cho cái chị giá rất là mềm luôn và mẫu rất là đẹp luôn mà cái chị không chốt, rất là uổng. Rồi em hết nha, cái chị ơi có 5 họa tiết thôi. Rồi bây giờ em lên cho cái chị bộ họa tiết trắng là sơn. Đó chị nói. Lạch xưởng truyền thống là 155.000 một ký chế. Lạch xưởng hầu lô là 160, lạch xưởng trứng muối là 170. Còn lạch xưởng làm xưởng tôm là 150, còn là xưởng đặc biệt là 280 chị nha. Điệp ơi, chị Điệp vô trong đó đi chị Điệp. Rồi em lên cho các chị bộ cách tân 150 nha các chị, chất liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp luôn. Bộ hồng size số 2 cho chị Cẩm Thi. Rồi bộ này nha các chị ơi, bộ này là hàng cách tân màu nha. Đây chị, bộ này là màu trắng nè, sơn thủy trắng hoặc là họa tiết trắng gì cũng là nó đó. Đây. Hộp mực cán cho chị Liễu Thí. Hồng sáo cho chị Thí Trần My Thí. Bi và họa tiết size số 2 cho chị An Lê.
chị thấy chồng đi thấy chị đổi lên size 6 em rút cho chị 3 bộ thôi còn đủ không? Rồi bộ này lên giúp em nha, sơn thủy trắng hoặc là họa tiết trắng gì cũng em nói. Rồi em lên cho các chị bộ này nha các chị. Họa tiết trắng size số 3 cho chị Quỳnh Mỹ. Lên với em màu này màu xanh két nha các chị, màu xanh két. Mấy bạn bên em gọi chốt đơn cho chị hồi nào chị Phượng Thúy. Gọi rồi là đi rồi nha chị ơi, chứ hỏi em không có biết là đi hay chưa nha. Em ở trên đây em like không, em đâu có chốt đơn cho mấy chị đâu. Mấy chị chốt đơn, mấy chị chốt, hỏi mấy bạn chốt đơn kỹ giùm em nha. Đơn của mình gọi chốt đơn là mấy chị phải biết đi hay chưa mấy chị, để mấy chị còn biết để điện thoại mấy chị nhận hàng chứ. Rồi lên giúp em màu này màu xanh két nha các chị. Chất liệu vải thun laser ở thun solen giúp em, hàng thiêu trực tiếp giá 150. Rất là đẹp luôn nha các chị. Rồi chốt em bộ này là màu xanh két. Rất là đẹp luôn. Đơn hàng em gọi cho các chị là gọi rồi là đi rồi. Các chị lưu ý giúp em cái vấn đề đó nha các chị ơi. Để thôi lên hỏi rồi em không biết em trả lời không có đúng rồi mất công nó lại nói qua nói lại, nó lại mất công lòng chồng, nó mít lòng nhau nữa. Đơn hàng các chị muốn biết đi hay chưa thì mấy chị chốt, khi mà mấy bạn nhà em chốt đơn á thì mấy bạn nghe mấy bạn nói giùm em. Rồi lên giúp em mã này là màu đen các chị, chốt em màu đen. Lên giúp giùm em màu này là màu tím lục bình. Màu cam đất ạ. Chốt em màu vàng. Đen 4 mình còn thôi chứ. Đen 4 chốt cho chị An Võ. Rồi lên với em màu tím các chị. Lên giúp em màu này là màu tím măng cục. Chốt em tím măng cục. Màu này lên giúp em màu cà phê sữa. Chốt em màu cà phê sữa. Rồi em hết rồi đó, em còn mấy màu này hả mấy chị? Hết rồi, màu đỏ đâu? Còn thiếu màu đỏ đâu, có màu đỏ đâu. Em đang mặc là màu xanh két các chị. Màu này các chị đẹp lên giúp em màu cà phê sữa. Màu này màu tím măng cục nha. Màu vàng 150, chất liệu vải solen, hàng thiêu trực tiếp giúp em rất là đẹp. Màu cam đất. Màu tím lục bình. Màu đen. Màu em mặc là màu xanh két. Rồi màu đỏ đô. Màu đỏ đô này em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi. Tím lục bình. Tím lục bình chị An Lê lấy size số mấy chị ơi? Chị Kim Sơn, chị ơi em mới nhận được mực xé và lạp xưởng đặc biệt ngon lắm. Con em nó nói mực xé sao ngon mà bán rẻ dữ vậy. Bởi vậy em mới nói là năm nay em bán cho mấy chị cái lô mực đó 380 một ký mà mấy chị không mua là rất là tiếc luôn á. Chị nào mà còn phân dân giá nữa mà còn nói mà em bán mắc nữa là em cũng không biết nói sao luôn. Ở trong đường cái chị mua ở ngoài á, cái hũ mực nó có chút xíu vậy nè là nó mấy chục ngàn rồi đó. Nó 50-60 ngàn rồi mà nó có chưa tới 100 gram nữa. Rồi cao lắm là nó tầm, còn em bán cho mấy chị là 380. Bởi vì em nói là mực năm nay là em bán 120 ký mà em lời còn tới chưa được 300 ngàn nữa là mấy chị biết nó là em bán rẻ cỡ nào rồi đó. Dạ không nha chị Linh Lê Ngọc ơi. Ví dụ như chị mua trong chiều nay thì em dồn cho chị được, còn chị để qua tới ngày mai mà chị mua chị mới dồn là em dồn không có được nha. Tại đơn đó em đi trong ngày hôm nay luôn. Chị An Lê. Chị An Lê là cuối cùng, chị An Lê lấy tím lục bình size số mấy chị An Lê ơi? Số 1 hay là số 2 chị ơi? Tím lục bình hiện tại đang còn từ size 3 trở lên à.
Em hết một hết hai luôn rồi. Chị qua màu khác giúp em nha. Hết hàng rồi chị Ni Quỳnh ơi. Rồi lên giúp giùm em nha. Cái này em không có nhớ còn màu gì đó mấy chị, nên là em chốt bộ em lên màu nào các chị ưng cái màu nào các chị chốt kèm theo cái size còn thì em chốt, còn không còn thì em báo nha. Chứ em không có nhớ là cái size 2 nó còn màu nào, size 3 nó còn màu nào. 1 kg mực xé cho chị Nguyễn Hằng. Rồi bộ em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu xanh két. Màu này cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Màu này lên giúp em màu tím lục bình. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu vàng đi các chị. Chốt em màu vàng. Lên giúp giùm em là màu vàng các chị, màu vàng. Rồi màu này các chị chốt em màu đen nha. 150 một bộ, chất liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp giúp em. Em đang mặc là màu xanh két. Màu đen, màu này lên giúp em màu cam đất. Chốt em màu cam đất các chị. Rồi màu này các chị đẹp chốt giúp giùm em là màu tím măng cục. Chốt em tím măng cục. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu cà phê sữa. Chốt em là màu cà phê sữa. Rồi hết nha các chị đẹp nhà em. Em đang mặc là màu xanh két. Giá 150 nghìn một bộ. Bộ này em cũng bán tặng cho các chị đó. Cái bộ này không có giá này mấy chị. Cam đốc xe số 4 mình còn không chứ? Cam đốc xe số 4 cho chị Nguyễn Hằng. 150 một bộ chị. Hai hộp mực cán em chốt cho chị Kitty Mel. Cam đốc xe số 5 còn không chị? Cam đốc em hết xe 5 rồi chị Quốc Thái Huỳnh ơi. Lạp xưởng là chị phải để ngăn mát chứ. Lạp xưởng là chị phải để ngăn mát nha. Còn không á thì cái lạp xưởng đó là chị đợi qua tuần sau nữa chị hả đặt. Qua tầm khoảng lối mười mấy á. Màu đen xe số 1. Ok đen 1 em cho. Ủa màu đen 1m58, 58kg là size 3. Còn không chị? Em còn đó chị Nhánh Lan Rừng ơi. Chị lên giúp giùm em số điện thoại nha. Nếu mà chị lấy thì lên giúp em số điện thoại. Cam đất 3 còn không chị? Cam đất 3 cho chị Trần Thị Bích Thủy. Em đang mặc là màu xanh két nha các chị. Em đang mặc là màu xanh két. Màu vàng cũng rất là đẹp nè. Màu đỏ đô em hết size 55kg rồi chị. Đỏ đô em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi. Còn một bộ rồi. Màu vàng. Màu đỏ đô em chỉ còn duy nhất size 6 thôi. Không còn size khác chứ. Màu tím lục bình rất là đẹp luôn nè các chị. Màu đỏ đô này em chỉ còn duy nhất size 6 thôi. 71-72kg đến 75-76kg mặt giường. Cam đất em hết size số 5 rồi chị Quốc Thái Huỳnh. Em có size 3, size 4 và size 6. Chị Quốc Thái Huỳnh là cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị? Cân nặng chiều cao của mình là bao nhiêu vậy chị ơi? Rồi lên giúp giùm em bộ này là màu tím măng cục nha các chị, tím măng cục. Rất là đẹp luôn. Cam đốc xe số 3. Chị Bích Thủy có rồi chị. Cam đốc xe số 2 em hết rồi chị Nhi Út ơi. Cam đốc em còn được có 346 và 1346. Rồi chốt em màu cam đất nha các chị. Màu cà phê sữa. 150 một bộ. Lên với em màu cà phê sữa. Tím măng cục xe số 3. Vừa nha chị Thi Ngọc. Xanh két xe số 4 cho chị Nguyễn Hằng. Còn không chị? Xanh két xe số 4 cho chị Nguyễn Hằng. Tím măng cục 3 hết hả chị? Tím măng cục xe số 3 em hết rồi chị ơi. Tím măng cục em còn từ xe 4 trở lên.
chị về quê tới 3 ngày thì em gửi cho chị thì nó cũng 2 ngày mới lên tới. Thì chị về quê thì chị cứ hẹn với bưu tá nha. Chị sợ là cái chị không có chịu nhận thôi chứ lên. Ví dụ chị về quê 3 ngày thì chị hẹn, ừ chị về quê 3 ngày. Ví dụ như thứ 6 chị lên thì chị hẹn với nó là thứ 7. Ừ chị về quê tới thứ 7 chị em giao lại cho chị thì thứ 7 nó giao lại thôi, rất là dễ mà. Đang 3 còn không chị? Đang 3 cho chị nhánh lan rừng. Cái vấn đề nhận hàng là cái vấn đề quan trọng là cái chị nghe điện thoại cái chị hẹn với bưu tá thôi nha. Chị sợ là gọi tới rồi mấy chị không có nhận hàng hoặc đơn hàng tới mấy chị nó đi không biết khi nào về á. Có nhiều chị là mua hàng ở bên em mà đi về quê không biết bao nhiêu ngày mà cứ nói chị đi xa rồi, chị đi về quê rồi hỏi chừng nào lên không biết khi nào lên chứ. Còn cái chị có đã cái ngày lên cụ thể rồi chị hẹn với bưu tá thôi. Cái này một cái quả tiết số 1 và cái này comment là 2. Em xả cái size 2 ra đi. Chỉ đòi lấy size số 1. Xả ra đi. Để hai hai. Mực xé nước dừa là 380, còn mực cán á chị là 135.000 một hộp, một hộp nó là 250g. Cà phê sữa chị Vi họ Phòng lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. 75kg là mặt size số 6 giúp em chị Ánh Phương. Rồi lên giúp em màu này là màu đen đi các chị, chốt em màu đen. Cà phê sữa giúp em ha, màu nào cũng đẹp hết á. Cách tân là mặc với quần ống nhỏ chị, không có mặc với quần ống rộng. Chị Ánh Phương màu xanh két hả chị? Chị lấy màu xanh két hay màu gì ạ? Bộ em mặc là màu xanh két, chị lấy thì lên giúp em xanh két 6 và kèm theo giúp em số điện thoại ở phía sau ha, trên cùng một bình luận. Chị Vi họ Phòng là 1m59 60kg là mặt xe 3, cà phê sữa xe số 3 còn không chứ? Cà phê sữa 3 cho chị Vi họ Phòng. 1kg là sưởng hầu lô với nửa ký mực xé cho chị Nguyễn Lệ. Chiều bé Quyên nói vậy, dán ngang lấy lạp sưởng cho chị nha. Nhớ lấy cái dây gàng. Nhiều quá, chịu lấy nhiều quá. Xanh kế xe số 6 cho chị Ánh Phương. Màu này lên giúp em màu tím măng cục. Chốt em tím măng cục. Chớ em màu này cho nhắc chị ơi, màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô, tím lục bình, màu vàng, màu nào cũng đẹp hết á. Rồi màu này là màu cam đất. Cam đất là em còn được 1, 3, 4, 6. Cam đất là em còn được 1, 3, 4, 6. Rồi bây giờ em lên cho các chị một mẫu ống rộng. Ống rộng dài màu nha, thiêu hàng 190. Em lên cho các chị màu ống rộng nha các chị, ống rộng màu hàng em mới về hàng rất là đẹp. Rút cho chị cái cục mẫu luôn. Màu đen xe số 2 còn không chị? Đen xe số 2 cho chị An Lê. Cam đất xe số 4. Chị Quốc Thái Huỳnh cho em cân nặng chiều cao. Chị Quốc Thái Huỳnh ơi,
Nãy giờ em thấy cái, cho em cân nặng chiều cao đi chị. Chị là khách mới hay là khách cũ của bên em vậy? Chị ơi. Nếu các chị biết size rồi thì chọn size nha, còn không thì nhớ. Thì còn không thì lên cân nặng chiều cao để em tư vấn size nha mấy chị. Để thôi về mấy chị mặc nó không vừa á, không. Cận Tết là chế nào cũng la lu bu, không có đi đổi hàng á. Rồi, em lên cho các chị bộ này là bộ ống rộng dài màu nha các chị. Chất liệu vải solen và hàng thiêu trực tiếp luôn. Bộ này là giá 190. Trăm đất vốn luôn chứ. Rồi, màu em đang mặc các chị lên giúp giùm em là màu hồng đào các chị, màu hồng đào. Hàng này thiêu trực tiếp giúp em luôn nha. Quần ống rộng nha các chị. Rồi em đang mặc, các chị lên giúp giùm em là màu hồng đào. À chị là khách cũ à. Rồi ok, 1m67-65kg, mặc size số 4. Rồi chế mặc size số 4 là chế mặc vừa rồi. Còn bộ cách tân hồi nãy phơm ôm đó là chị mặc size số 5 là ok. Rồi bộ em đang mặc nha các chị, em đang mặc là màu hồng đào. Quần ống rộng màu giúp em nha, quần ống rộng. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng đào kèm size giúp em cái chị. Size 1 vẫn là 50kg ha, size 2 là 55, size 3 là 60, size 4, 65, size 5 là 70 và size 6 là 75, 76kg. Bộ này thì cái chị không cần phải lên size nha. Không cần phải lên size, chốt cái size theo em, số ký xem theo em đọc giùm em. Rồi em đang mặc màu này cái chị lên giúp em là màu hồng đào, màu này cái chị lên giúp em là đen. Đen nha cái chị, đẹp nhà em rất là đẹp luôn, lên giúp em mã này là mã đen. Chốt em đen các chị. Màu này lên giúp em là màu cà phê sữa. Màu này là màu cà phê sữa đậm nha các chị. Màu cà phê sữa đậm rất là đẹp luôn. Lên với em màu cà phê sữa. Giá 190. Rồi màu đỏ cả nhà mình lên. Chốt em màu đỏ nha. Chốt em mã đỏ. Rồi màu này lên giúp em màu xanh bơ. Bao đẹp luôn quá chị. Chốt em màu xanh bơ. Lên với em màu xanh bơ các chị, màu xanh bơ. Rồi màu này lên giúp em màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen cả nhà, màu xanh đen. Đẹp xuất sắc luôn nha, màu xanh đen. Rồi tiếng Huế các chị. Tiếng Huế. Đẹp quá, tím Huế. Rồi màu này lên giúp giùm em. Cái này cái chị chốt cũng là xanh két nha, nhưng mà lên giá tiền giúp em. Xanh két 190 kèm size nha. Xanh két 190 và kèm size giúp giùm em, lên giúp em mã xanh két. Rồi màu vàng. Chốt em mã này là mã vàng giúp em luôn các chị, mã vàng. Lên giúp giùm em là mã vàng. Vàng và kèm theo giúp giùm em size luôn nha các chị ơi, vàng. Rồi em có bao nhiêu màu đó cho các chị, màu em đang mặc là màu hồng đào. Rất là đẹp luôn. Em mặc cái màu vàng cho các chị xem ha, vàng lên đỏ rất là đẹp. Rồi, chốt em hồng đào. Tiếng Huế 190 size số 5 cho chị Ngọc Hạnh. Chốt em màu vàng cho chị, màu vàng.
Lên giúp giùm em là màu vàng các chị, màu vàng. Vàng lên đỏ rất là đẹp luôn. Rồi lên giúp em mở vàng. Vàng kèm size giúp em ạ. Ngày nào cũng thấy sáng, cũng giàu chưa mới giàu. Lên với em màu này đi các chị, màu xanh đen. Lên với em màu xanh đen các chị, màu xanh đen kèm size với em. Rất là đẹp. Chốt em màu xanh đen ha. Rồi chiều nay em like tới đây nha các chị ơi. Có gì mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Cao 1m55, nặng 60kg, màu hồng đào size số 3 cho chị Nguyễn Tùng. Màu em đang mặc là màu xanh đen. Rất là đẹp. Màu cà phê sữa. Bộ 190 chị Quốc Thái Quỳnh, bộ em mặc là 190. Vừa size số 4 á chị Thi Hoa Phạm. Bộ vàng đó chị, vừa size số 4 đó. Rồi lên với em màu cà phê sữa các chị. Chị lấy thì lên giúp em là vàng 4 và kèm theo số điện thoại ở phía sau giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em màu này cả nhà, mình lên màu cà phê sữa. Màu này là màu cà phê sữa đậm, các chị mặc rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu này là màu cà phê sữa hả? Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cà phê sữa các chị. Chốt em màu xanh bơ. Em up cái like này là mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha các chị. Chốt em màu này màu xanh bơ các chị. Rồi em up like ở đây luôn nha. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Các chị nào có đơn nhớ để điện thoại giúp em để mấy bạn chốt đơn nha các chị. Rồi em chào tất cả các chị.